hiểu như thế nào đó sẽ là uy nghi, một cảnh rất đẹp, nhưng nó là biến quá. Quý vị đừng có ham. Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Quý vị có lẽ cũng làm quý vị biết rất đẹp, nhưng mà ở đây thầy muốn có cái đó, thầy biến hóa ra một cái khu vực rất đẹp hơn chút lắm nữa, có dòng suối, có nước chảy, có núi, có những hòn non bộ rất đẹp, đẹp hơn cả những nơi mà của vua chúa nhà Đường ở nữa. Thì thầy muốn như thế nào nó sẽ làm được như thế đấy. Và quý vị vô này, quý vị tham quan thấy đẹp đẽ vô cùng, thấy thích thú vô cùng. Chim trên cây, rất nhiều loại chim, đủ loại, tự nhiên, rất nhiều ca hót, rất là đẹp, rất là hay. Thầy muốn như thế nào đó sẽ là quy nguyên, một cảnh rất đẹp, nhưng nó là biến quá. Quý vị đừng có ham, bởi vì khi về thăm Trúc Lâm quý vị thấy đẹp, đẹp bao nhiêu công lao của Hòa Thượng Độ, bao nhiêu tiền của Hòa Thượng. Còn ở đây thầy chỉ có muốn là được, thì các vị thấy cái nào sướng hơn? Mà không bỏ một cách nữa, phải không? Thầy bây giờ muốn ăn, quý vị muốn ăn một bữa cơm chay rất ngon, thì ngay đó thầy ra lệnh liền, thì sẽ có bàn ghế đầy đủ chén bát rất đẹp, quý vị dùng bữa cơm rất ngon mà quý vị không biết. Phải không? Đã chứng đạo tới tháo rồi mà muốn nuôi chúng thì như vậy đâu có khó. À, rất dễ, không có khó khăn. Mà thật sự nuôi, mà để nuôi để cho chúng sống mà ăn, để mà không tu thì nuôi để làm gì? Cho nên chọn một cái người mà để mà thực hiện, mà nuôi cho họ tu để mà họ được giải thoát, là con người đó phải có đủ căn cơ. Chứ còn không đủ căn cơ, vào trong ba bữa mà giới luật ở đây sống thì chắc cũng phải bay được. Bởi vì cái đời sống mà thể hiện thần thông, mà sống cho đầy đủ tiện nghi sung sướng, thì một cái người tu có đủ thần thông rồi thì người ta làm được. Đời sống của quý vị muốn gì có nấy hết. Quý vị muốn cái gì, ăn cái gì là ngay đó có liền. Ví dụ bây giờ muốn ăn cái bơm ở bên Pháp thì ngay tức khắc ở đây sẽ có một dĩa bơm đó liền tức khắc. Người ta lấy rất nhanh. Cho nên cái này nó là đặc biệt lắm. Quý vị phải cần phải tu tập, mà cái đó chỉ có Pháp Như Lý Tắc Ý là có được. Vừa tắc ý là có. Nghĩa là tắc ý đến bây giờ quý vị mới tu, quý vị tắc ý như thế này, tâm như cục đất không tham sinh si, nhưng mà khi mà cái pháp nó duy diệu rồi, tâm quý vị vừa thoáng muốn là nó đã như lý tắc ý rồi đó. Chứ không phải đợi quý vị phải tắc ý ra một câu như vậy đâu, quý vị muốn là được. Đó là cách thức của pháp như lý tắc ý, nó duy diệu và siêu việt như vậy. Nhưng chúng ta không cầu mong cái đó, nó không lợi ích đâu, nó chỉ là một chuyển hóa tạo chúng ta thấy thoải mái trong một cái thời gian đó thôi. Còn cái thật sự của nó là thành thông giáo hóa. Chúng ta sống đúng đời sống đức hạnh, sống đúng đời sống của một vị tu sĩ là chúng ta đã tìm thấy sự giải thoát, sự ích lợi ngay đó. Nó không, nó thật sự và nó lợi ích thiết thực. Cho nên thành thông giáo hóa là thành thông cần thiết cho đời sống của chúng ta. Còn tất cả những cái kia chỉ là một hí, một trò du hí để mà chơi thôi, ảo giác để mà chơi thôi, không có lợi ích gì. Bậc thầy cái thành tâm trí trí cho con thấy cũng cần thiết cho cái người mà hoàn hóa, mình có gì mình mới biết cái căn cơ người đến mình như nào để mình có cái pháp giúp cho họ có hiệu quả. À, nó có lợi ích cho người tu, nhưng không khéo để biến thành người tu trở thành một người thầy bói. Nghĩa là bây giờ thầy nói một cái chuyện rõ ràng quá, cho nên mọi người đến đây mới hỏi bây giờ con như thế này chứ nhờ thầy coi dùm, tức là biến thầy dần tới thầy. Thì bói mắt rồi, cái thần thông trí thuyết để giúp cho một vị thầy để hoằn hóa độ sanh, biết được sự chuyện xảy ra, biết được người tu được hay không được, tu được bao lâu, nghiệp họ tới như thế nào, biết nhưng không nói ra. Nghĩa là hiện giờ, ví dụ như thầy nói thẳng, nói thật, làm cho các thầy đại thừa họ tức giận, thì họ tức giận thì họ phải tìm cách hại thầy. Cho nên vì có thần thông trí thuyết, cho nên thầy biết họ sẽ hại thầy như thế nào và ngày giờ nào đó họ sẽ làm gì. Bây giờ họ sẽ chờ thầy đi ngang qua đó để mà gây ra tai nạn, lưu thông cho thầy chết. Thì lúc bây giờ thầy đi giết trước, họ không làm gì thì được. Cũng như họ ngày mai, họ sẽ thí dụ ngày mai này họ sẽ tổ chức một đoàn Phật tử đến thỉnh thầy và đồng thời sẽ thủ tư thầy. À, thầy cũng biết, cho nên họ làm gì thầy cũng không được. Bởi vì đối với thầy thì hiện bây giờ
thầy muốn sống là sống, muốn chết là chết, không ai làm gì thầy được. Tại vì thầy phải thấy được cái điều đó mới dám ăn dám nói chứ. Nếu không thấy được điều đó mà nói ra chúng thì chắc chắn là chúng có diệt thầy. Chết một cách dễ dàng. Nhưng thầy nói ở đây như vậy, chứ thật sự ra thì thầy mù tịt, thầy không biết gì hết đâu. Thật sự là thầy như mấy con, nghĩa là ai muốn làm gì thì làm. Thầy cứ lấy cái gì các con biết không? Lấy cái nhân quả. Thầy có nhân quả tốt thì không ai làm thầy được hết. Chứ không phải là thầy phải biết trước mà tránh né như vậy đâu. Thầy không bao giờ thầy tránh né một cái điều. Thầy biết rằng suốt cuộc đời thầy làm thiện, tu thiện, sống thiện, ngăn ác, diệt ác, thì không có một người nào hại được thầy. Cái gì chân lý của đạo Phật thì phải trả về chân lý của đạo Phật. Không thể nào bị mờ ám như vậy. Thầy chỉ là tiếng nói của đạo Phật để mà lật ra tất cả những cái sai trong đạo Phật để chỉnh đốn lại Phật giáo. Cho nên thầy nói đó là cái điều tốt, điều thiện thì không ai hại thầy. Thầy không bị giết như tổ sư Minh Đăng Quang đâu. Vì cái phước báo thiện của thầy làm tốt thì không sợ ai hết. Đó thì các con nghĩ thầy không có thần thông. Nhưng mà thầy nói để cho các con thấy cái thần thông của Phật nó như vậy đó. Nó có ba loại như vậy. Chứ thật sự đối với thầy thì thầy không